Không cần vận may, chỉ cần nhớ kỹ 4 câu này, lợi lộc cả đời quấn quanh. Trong cuộc đời mỗi con người, gặp được quý nhân không phải chuyện dễ dàng. Thế nên chúng ta càng nên nghe, ngẫm và làm theo những câu nói có thể mang lại lợi ích lâu dài sau đây. Câu nói thứ nhất: tin vào bản thân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào người khác. Làm người, nhất định phải có tư tưởng có trách nhiệm với xã hội. Mỗi việc cá nhân tin vào chính bản thân mình quan trọng hơn rất nhiều với việc ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Những người khác nhau khi hành sự chắc chắn không thể giống nhau. Năng lực mạnh, yếu của từng cá nhân, thông thường người quản lý đều có thể thấy rõ. Chỉ cần tận tâm, tận lực làm việc, bạn sẽ không bị vùi dập, trừ khi bạn vẫn còn nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Điều quan trọng là mỗi người cần chuẩn bị một tâm thái sẵn sàng. Khi cơ hội đến là có thể nắm bắt để biến thành một việc cụ thể. Khi không có cơ hội, cần nhớ rõ rằng mình đang làm thuê cho chính mình, tích lũy thật nhiều những tài sản vô hình. Bất luận thực tế cuộc sống của mỗi người có ra sao, nỗ lực không bao giờ là thừa thãi cả. Câu nói thứ hai: không cần thiết phải tự tạo áp lực hạ thấp mình, càng không cần thiết phải tâng bốc người khác. Cho dù có xuất thân thấp kém hay hoàn cảnh sống khó khăn, chúng ta cũng không nên để bản thân bị thao túng trước ánh mắt của người khác. Chỉ có duy trì vững chắc nhân cách vốn có của bản thân, trực tiếp đối mặt với đời, lúc cần nói nên nói, lúc cần làm nên làm, bạn sẽ khiến người khác không thể coi thường mình. Đây cũng chính là cách giúp bạn thêm ngày những nhiều cơ hội bình đẳng và sự tôn trọng. Trong cuộc đời mỗi con người sẽ có 1/3 số người đối xử với bạn bình thường, 1/3 đối xử với bạn không ra gì, và còn lại là những người đối xử tử tế với bạn. Bởi mỗi người chẳng ai giống nhau. Người tốt cần nâng niu, người trung lập cần đấu tranh để có được, và người chưa tốt với mình, hãy nghiêm khắc và khoan dung với họ. Đừng cao ngạo, cũng không nên tự ti. Bạn hãy là chính mình. Câu nói thứ hai: không nên tính toán quá nhiều, hãy thuận theo lẽ tự nhiên. Con người không nên tính toán quá nhiều, cũng không nên cố gắng tìm mọi cách chạy vậy, mong người khác giúp đỡ. Trong cuộc sống này, có những lúc nghĩ càng nhiều, trong lòng càng rối, và kết quả càng không được như mong đợi. Và đến khi bạn không có chủ tâm theo đuổi, thứ mình cần lại bất ngờ xuất hiện. Hãy nhớ rằng, có những thứ không thể nắm chặt trong tay. Hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên, để bản thân ta được nhẹ nhõm, trong đầu không phải đè nặng những mối suy tư. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Câu thứ ba: sống ở đời phải biết kìm nén, khiêm tốn và ngẩng cao đầu. 1. Kìm nén. Trong cuộc sống hiện thực đầy rẫy những cám dỗ, phải biết kìm nén bản thân. Nếu không, bạn có thể sẽ đánh mất lý trí, từ đó hủy hoại chính bản thân mình. Trên hành trình mang tên đường đời, khó có thể tránh được những lúc thất bại, việc oán hận người khác, than trời bất công. Đó đều là những biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thể kìm nén bản thân. Kìm nén, kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của bản thân là biểu hiện của một cái đầu khôn ngoan, trí tuệ và sự trầm định của lý trí, là tiêu chí của sự thành thục. Con người sống trên đời giống như một chiếc thuyền lá nhỏ xíu giữa đại dương bao la. Chỉ có bản thân thong dong tự tại, thẳng thắn đối với những phong ba bão táp phía trước, vững tâm giữa những biến cố, mới có thể đến đích thành công. 2. Khiêm tốn. Làm người cần khiêm tốn. Điều này khác biệt với bạn tự hạ thấp phẩm chất và nhân cách của cá nhân. Hàn Tín năm xưa nhờ tính khiêm tốn mà có được cơ nghiệp 400 năm của nhà Tây Hán. Tư Mã Thiên chọn cách khom lưng, nhẫn nhục mà cho ra được bộ sử ký lưu truyền suốt ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Có thể thấy, khiêm tốn chính là sự tự tin trong nội tâm. Hãy thật sáng suốt nhận định lúc nào nên khiêm tốn để biến nó thành vũ khí, quyết định sự thành bại của bản thân. 3. Ngẩng cao đầu. Bất luận là bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, đều phải nhớ giữ vững tâm thái lạc quan, cầu tiến. Biết ngẩng cao đầu cũng không phải là thói cao ngạo coi thường người khác, mà là cách đối đãi với mọi người, với việc một cách công bằng, từ đó đặt bản thân vào một tâm thái tự tại, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Tiếp theo, bạn sẽ không bao giờ gục ngã trong cuộc sống nếu hiểu được 10 trong 40 câu nói này. 1. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống là một câu hỏi, có nhiều lời giải, mỗi người có một đáp án của riêng mình. Cuộc sống là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức riêng của mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân rằng tất thảy của tất thảy chính là để cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. 2. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Chúng ta không cần phải miệng ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt. Lại có người tin có vẻ cơ cực, nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực. Niềm tin cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất. 3. Thực ra, con người luôn ngược đời. Người yêu bạn, chiều chuộng bạn thì bạn lại không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình chính là bản thân bạn. 4. Đừng bao giờ thay đổi vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có một con người với nhiều điểm tốt là bạn. 5. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình. Việc cần làm là lựa chọn một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. 6. Bạn tự nhủ với bản thân mình rằng cần phải sống chân thực, bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa. Dù cả thế giới phủ định, bạn vẫn có bản thân tin tưởng mình. Hãy tự nhủ với mình cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ phải có ai đang để tâm tới mình hay không. Bởi một người nào đó cũng có thể sống một cuộc sống tươi đẹp. Hãy tự nhủ với mình rằng những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó cần phải ngẩng cao đầu, cười thật xinh tươi. 7. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ. 8. Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. 9. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến vậy. 10. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. 11. Người đàn ông tình nguyện mà bạn theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn. Bởi những thứ anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời của anh ta. 12. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi thanh xuân là một khoảng thời gian sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt đến như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa. 13. Hai người yêu nhau ở bên nhau sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã. Điều quan trọng nằm ở chỗ khi cuộc cãi vã kết thúc, ai sẽ dỗ dành ai. Thi thoảng tranh cãi không phải là khuyết điểm của đàn ông, nhưng sẵn lòng dỗ dành con gái lại là ưu điểm của họ. Bởi vì họ làm như vậy vì họ có tình cảm với bạn. Đó cũng là sự khoan dung, độ lượng của họ. Cho nên sau cuộc cãi vã, đàn ông nên dỗ dành phụ nữ của mình. Điều này không liên quan gì đến việc ai đúng ai sai, mà là tình yêu, là lòng bao dung và cũng là trách nhiệm. 14. Người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục? 15. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. 16. Phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời. 17. Để tâm mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. 18. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần. 19. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. 20. Thể diện rốt cuộc là bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? 21. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. 22. Không nghe, không hỏi, không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí. 23. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến những người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. 24. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. 25. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn. 26. Đôi khi rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ. Đó là bởi vì chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình. 27. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. 28. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. 29. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn. 30. Nếu bạn không mù thì đừng dùng tai để hiểu tôi. 31. Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua. 32. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. 33. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. 34. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình. 34. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình. 35. Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Đừng dành dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn. 36. Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác. 37. Thực ra những người hay cười lại luôn cần người khác yêu thương. 38. Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn. 39. Lúc nào bạn cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này, bạn hãy bay theo con đường mà bạn đã lựa chọn. 40. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế những lần không hẹn mà gặp.